Một câu chuyện cảm động đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi những ngày qua. 350 hộ dân tại thôn Thượng Tứ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã họp gấp trong đêm, quyên góp gần 100 triệu đồng để giúp chàng trai nghèo vào đại học. Câu chuyện xảy ra với gia đình em Bùi Đình Thắng, sinh năm 2005, trú tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ. Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nam sinh đã rụng rời khi nhận tin mẹ phải lên bàn mổ đợt 2 do căn bệnh u não ác tính. Lo lắng nam sinh phải bỏ học giữa chừng, ngay trong đêm, 350 hộ dân tại thôn Thượng Tứ đã cử đại diện có mặt tại nhà văn hóa để họp bàn, quyên góp, hỗ trợ kinh phí vào đại học cho Bùi Đình Thắng. Ông Bùi Minh Nhật, bí thư kiêm trưởng ban mặt trận thôn Thượng Tứ cho biết, hoàn cảnh của gia đình Thắng vô cùng khó khăn, bố mẹ là nông dân, kinh tế gia đình phụ thuộc vào ruộng vườn. Thắng là con trai cả trong gia đình có 3 anh em, hai em của Thắng học lớp 10 và lớp 4. Hồi tháng 6 vừa qua, tai họa ập đến gia đình khi chị Lê Thị Thanh Tú, sinh năm 1981, mẹ của Thắng, phát hiện căn bệnh u não ác tính. Sau một ngày biết điểm thi, mẹ em đã phải lên bàn mổ và hiện đang hôn mê sâu, 15 ngày chưa hồi tỉnh. Ông Nhật cho biết thêm, hiện bố của Thắng đang cùng người con thứ hai chăm sóc mẹ tại bệnh viện. Người em út của Thắng cũng đang mắc bệnh sán, được gửi tới một gia đình hàng xóm nhờ chăm sóc trong thời gian này. Theo ông Bùi Văn Thuận, trưởng thôn Thượng Tứ, khi biết chuyện các thành viên trong thôn đã cùng nhau góp tiền, góp gạo, đưa đến nhà Thắng để động viên tinh thần. Hiện các hộ dân trong thôn đã ủng hộ, quyên góp được số tiền hơn 80 triệu đồng để giúp đỡ nam sinh. Với kết quả học tập đạt được, Bùi Đình Thắng tự tin đậu nguyện vọng 1 ngành giáo dục tiểu học của trường sư phạm Đại học Vinh. Bùi Đình Thắng cho biết, em đã từng nghĩ đến việc tạm dừng học để tìm việc làm kiếm tiền lo viện phí cho mẹ. Tuy nhiên sau khi được mọi người động viên, em đã quyết tâm cố gắng học tập để sau này cuộc sống ổn định hơn, có cơ hội báo đáp những ân nhân đã giúp đỡ gia đình.